Tâm tu hành mà nặng như là tham dục thì chắc chắn sẽ thành tựu. Tu thiền mà dụng công như đàm luận về luyến ái thì chắc chắn sẽ khai ngộ. Đáng tiếc dụng sai chỗ, cho nên vĩnh viễn vẫn là phản phu tục tử. Thử nghĩ xem mục đích xuất gia là gì? Là muốn khai ngộ thì phải đừng có vọng tưởng, chuyên tâm tham thiền. Muốn thành Phật thì cần phải đừng có dục niệm, chuyên nhất tu hành. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho vô lượng đạo tràng, đại chúng hải hội đều sinh hoan hỷ. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho mười phương vô lượng đại chúng hải hội trong đạo tràng của chư Phật đều sinh hoan hỷ mà dễ nói diệu pháp. Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát khác đều như nhau, bất quá hạnh nguyện của Ngài lớn, cho nên làm trưởng tử của Phật trong các đại Bồ Tát thì địa vị của Ngài cao nhất, giống như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều gọi là Đại Bồ Tát, làm lãnh tụ chúng Bồ Tát, cảnh giới của các ngài không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới được chư Phật gia trì và nương vào sức tu hành của mình, nguyện ngài phát ra, một số Bồ Tát chẳng phát, hạnh của ngài tu, một số Bồ Tát cũng chẳng tu hành qua. Hạnh nguyện của ngài là tận hư không khắp pháp giới, phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền, tức là nói về hạnh tu và nguyện lực của Ngài. Vì khiến cho tất cả các pháp tăng trưởng ưa thích, vì khiến cho chúng sinh sanh biển tin hiểu rộng lớn chân thật, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị phổ môn pháp giới tạng thân, vì khiến cho chúng sinh an lập biển hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì khiến cho chúng sinh tịnh trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng, vì khiến cho chúng sinh tăng trưởng biển đại huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng, vì khiến cho chúng sinh sinh xương lực Đà La Ni trì tất cả pháp luân, vì khiến cho trong tất cả đạo tràng khai thị hết tất cả cảnh giới của Phật, vì khiến cho khai triển tất cả pháp môn của Như Lai, vì khiến cho tất cả trí tánh tăng trưởng pháp giới rộng lớn thâm sâu, bèn nói bài kệ rằng: lại khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích đối với tất cả Phật pháp tăng trưởng, lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh niềm tin và hiểu biết rộng lớn chân thật như biển cả, lại khiến cho tất cả chúng sinh thành tịnh tu trị phổ môn pháp giới tạng thân, tức là tận hư không biến pháp giới, đều là thân thể của tôi, Bồ Tát Phổ Hiền. Lại khiến cho tất cả chúng sinh đều an lập ở trong biển đại nguyện của Phổ Hiền. Lại khiến cho tất cả chúng sinh thành tịnh tu trị trí huệ nhãn vào ba đời bình đẳng. Lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng trí huệ, biển đại trí huệ chiếu khắp thế gian, chiếu khắp tất cả thế gian tạng. Lại khiến cho tất cả chúng sinh sinh lực tổng trì để trì tất cả pháp luân, lại khiến cho tất cả chúng sinh ở trong tất cả đạo tràng đắc được hết thảy cảnh giới của Phật đều khai thị, lại khiến cho tất cả chúng sinh nghe đến tất cả pháp môn của Như Lai cho nên khai triển nghĩa lý, lại khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng tự tánh nhất thiết trí huệ pháp giới rộng lớn thâm sâu. Bồ Tát Phổ Hiền lại dùng kệ để nói rõ ý nghĩa này: trí huệ thâm sâu biển công đức khắp hiện mười phương vô lượng cõi, tùy các chúng sinh đáng được thấy, quang minh chiếu khắp truyền pháp luân. Trí huệ của Phật rất thâm sâu, công đức của Phật như biển cả, đều không thể nghĩ bàn, cho nên hiện khắp trong các cõi nước mười phương, cảnh giới này tùy theo tất cả chúng sinh đáng được thấy, thì thấy được. Trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp pháp giới, truyền diệu pháp luân. Mười phương biển cõi không nghĩ bàn, vô lượng kiếp Phật đều nghiêm tịnh, vì độ chúng sinh khiến thành thục, xuất hiện tất cả các cõi nước. Mười phương biển cõi, vì cõi nước quá nhiều, cho nên gọi là biển cõi, không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về trước, Phật khiến cho các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, vì giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho quả bồ đề thành thục, cho nên Phật chẳng sợ phiền não, chẳng sợ khổ, xuất hiện ra đời trong các cõi nước mười phương để giáo hóa chúng sinh. Cảnh Phật thâm sâu không nghĩ bàn, khắp bầy chúng sinh khiến được vào, tâm họ ưa nhỏ chấp các cõi, không thể thông đạt chỗ Phật ngộ. Cảnh giới của Phật rất thâm sâu, chẳng dễ gì minh bạch, diệu không thể nghĩ bàn. Tuy chẳng dễ gì minh bạch, nhưng Phật vẫn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ minh bạch đạo lý này. Trong tâm tất cả chúng sinh ưa thích cảnh giới nhỏ, cho nên chấp vào tam giới 25 cõi, vì chấp vào các cõi nên không thể thông đạt lãnh ngộ pháp của Phật nói. Nếu người tâm tịnh tin vững chắc, thường được gần gũi thiện trí thức, tất cả chư Phật đều gia trì, họ mới vào được trí Như Lai.
Nếu như có chúng sinh niềm tin thanh tịnh và vững chắc, thì luôn luôn được gần gũi bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là pháp thân huệ mạng hay khiến cho trí huệ tăng trưởng. Tất cả chư Phật gia bị loại chúng sinh này, khiến cho họ ra khỏi ba cõi, vào được trí tuệ của Như Lai, tức cũng là đắc được đại viên cảnh trí của Phật. Chúng ta người tu đạo phải gần gũi bậc thiện tri thức mới đắc được chánh tri chánh kiến, còn ngược lại chỉ được tà tri tà kiến. Thiện tri thức là gì? Tức là dạy bạn nhẫn nhục, nhường nhịn, chẳng tranh với người, chẳng biện luận với người. Một vị thiện tri thức chân chánh chẳng có tâm ích kỷ lợi mình, lấy tử bi làm gốc, phương tiện làm cửa, nơi nơi đều lo nghĩ cho đại chúng. Ác tri thức này dạy bạn tranh danh đoạt lợi, chẳng tu hành, chỉ nói lời ngon ngọt, làm việc bất thiện, truyền môn ích kỷ, tất cả đều vì lợi ích cho chính mình, truyền gây phiền não cho mọi người, đố kỵ người khác, sợ người giỏi hơn mình. Đó là sự khác nhau giữa thiện tri thức và ác tri thức, hy vọng mọi người nhận thức cho rõ ràng. Thiện tri thức thì thường khen ngợi người khác, cung kính người khác, do đó kính người thì người kính mình, thương người thì người thương mình. Chẳng nói thị phi của người khác, giữ điều xấu, khoe điều tốt. Ác tri thức thì luôn luôn phê bình người khác, phỉ báng người khác, vỉ nhục người khác, giấu điều thiện, vạch điều xấu, chuyên nói thị phi kẻ khác. Tóm lại, người dạy bạn thiệt thòi là thiện tri thức, người dạy bạn chiếm tiện nghi là ác tri thức. Lìa các xiềm rối tâm thanh tịnh, thường vui từ bi tánh hoan hỷ. Người trí lực rộng lớn tin sâu, nghe được pháp này sinh vui mừng. Người tu đạo phải lìa khỏi tất cả hành vi xiềm định lừa dối, thì tâm mới được thanh tịnh, tâm mới thường khoái lạc. Có tâm từ bi thì tánh tình tùy thuận hòa nhã, chẳng nổi giận. Người trí hướng và nguyện lực rộng lớn tin sâu, nghe được pháp này thì nhất định sẽ sinh tâm vui mừng. An trụ các đại nguyện phổ hiền, tu hành đạo Bồ Tát thành tịnh, quán sát pháp giới như hư không, đây mới biết được hạnh Phật tu. Người tu hành phải an trụ trong các đại nguyện của phổ hiền, thì mới tu hành đạo thanh tịnh của Bồ Tát, quán sát được 10 phương pháp giới như hư không. Như thế mới biết được hạnh môn của Phật tu và quả vị đắc được. Đây các Bồ Tát được lợi hành, thấy thần thông của tất cả Phật, người tu đạo khác chẳng biết được, người hành phổ hiền mới ngộ được. Tất cả Bồ Tát trong pháp hội này đều đắc được lợi hành, thấy được sức thần thông biến hóa của tất cả chư Phật. Người tu hành pháp môn khác thì chẳng dễ gì biết được cảnh giới này. Chỉ có người tu hành hạnh nguyện phổ hiền thì mới minh bạch và ngộ được cảnh giới này. Vì hạnh nguyện phổ hiền là cảnh giới sâu nhất, rộng nhất. Chúng sinh rộng lớn chẳng bờ mé, Như Lai đều hội niệm tất cả, chuyển bánh xe pháp khắp hết thảy, đây cảnh giới tỷ lô giá na. Hết thảy chúng sinh rộng lớn chẳng có bờ mé, tùy chúng sinh nhiều như thế, nhưng đều là Phật hội niệm, Phật đến hết thảy cõi nước chuyển bánh xe pháp, đây là cảnh giới nguyện lực của pháp thân tỷ lô giá na sở thành tựu. Tất cả cõi nước vào thân tôi, chỗ chư Phật ở cũng như thế, ông nên quán các lỗ lông tôi. Này tôi chỉ bày cảnh giới Phật. Bồ Tát Phổ Hiền nói, hết thảy 10 phương cõi nước chư Phật đều vào được trong thân của tôi, tận hư không biến pháp giới, chỗ của chư Phật ở cũng đều nhiếp vào trong thân của tôi. Các ông mọi người hãy quan sát tất cả lỗ chân lông trên thân của tôi, có 10 phương chư Phật đang chuyển pháp luân, vì chúng sinh nói pháp, hiện tại tôi sẽ thị hiện cảnh giới của Phật để cho các ông thấy được. Hạnh nguyện phổ hiền chẳng bờ mé, tôi đã tu hành được đầy đủ, thấy khắp cảnh giới thần rộng lớn là chỗ Phật tu hãy lắng nghe. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, hạnh nguyện phổ hiền rộng lớn chẳng bờ mé, tôi đã tu hành viên mãn đắc được lợi lành đầy đủ, mắt quan sát thấy khắp tất cả cảnh giới thần rộng lớn, đây là hạnh môn của chư Phật tu, các vị hãy đặc biệt chú ý lắng nghe diệu pháp không thể nghĩ bàn này. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các đại chúng rằng, các Phật tử thế giới hài có 10 việc, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, đã nói, đang nói và sẽ nói. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền bảo tất cả đại chúng hài hội rằng, các Phật tử các vị nên biết, thế giới hài có 10 việc, chư Phật quá khứ đã nói qua, chư Phật hiện tại đang nói ở trước mắt, chư Phật vị lai sẽ nói.
Những gì làm 10, đó là nhân duyên thế giới hải sinh khởi, sự nương trụ của thế giới hải, hình trạng của thế giới hải, thể tánh của thế giới hải, sự trang nghiêm của thế giới hải, sự thanh tịnh của thế giới hải, Phật ra đời trong thế giới hải, kiếp trụ của thế giới hải, kiếp chuyển biến khác biệt của thế giới hải, muôn vô sai biệt của thế giới hải. Những gì là 10 việc, đó là 1. Nhân duyên thế giới hải sinh khởi và thành tựu như thế nào? 2. Sự nương trụ của thế giới hải như thế nào? 3. Hình trạng của thế giới hải như thế nào? 4. Thế giới hải dùng gì làm thể tánh? 5. Thế giới hải trang nghiêm thành tựu như thế nào? 6. Thế giới hải thanh tịnh ra sao? 7. Nhân duyên Phật ra đời trong thế giới hải như thế nào? 8. Thế giới hải thành trụ hoại không có bao nhiêu kiếp? 9. Kiếp chuyển biến khác nhau của thế giới hải như thế nào? 10. Môn vô sai biệt của thế giới hải ra sao? Chư Phật tử, tôi nói sơ lược về thế giới hải có 10 việc này. Nếu nói rộng ra, thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ hiện tại vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Bồ Tát Phổ Hiền nói, các vị đệ tử của Phật, tôi nói sơ lược về thế giới hải có 10 việc. Nếu như nói tỉ mỉ, thì có nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai đã nói, đang nói và sẽ nói. Chư Phật tử nói sơ lược về 10 thứ nhân duyên, tất cả thế giới hải đã thành, hiện thành và sẽ thành. Các vị đệ tử của Phật, nay tôi bắt đầu nói sơ lược về việc thứ nhất trong 10 việc của thế giới hải. Nói sơ về thế giới hải thành tựu có 10 thứ nhân duyên, hết thảy tất cả thế giới hải đã thành tựu, hoặc năng thành tựu hoặc sẽ thành tựu đều là nhân duyên này. Những gì là 10? Đó là do thần lực của Như Lai, do pháp nên như vậy, do hành nghiệp của tất cả chúng sinh, do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí, do tất cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành, do nguyện lực của tất cả Bồ Tát nghiêm tịnh cõi nước, do tất cả Bồ Tát thành tựu hạnh nguyện bất thối, do tất cả Bồ Tát thanh tịnh thắng giải tự tại, do tất cả Như Lai căn lành sở lưu, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thế lực tự tại do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Những gì là 10? Đó là 1. Do nhờ thần lực của Phật mà thành tựu. 2. Do pháp như vậy cho nên thành tựu. 3. Do nghiệp của tất cả chúng sinh sở hành mà thành tựu. 4. Do tất cả Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí huệ cho nên mới thành tựu. 5. Do hết thảy tất cả chúng sinh và hết thảy tất cả Bồ Tát cùng tập tụ căn lành mà thành tựu. 6. Do hết thảy tất cả Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước. 7. Do hết thảy tất cả Bồ Tát dùng nguyện lực niệm không thối, vị không thối, hạnh không thối mà thành tựu. 8. Do hết thảy tất cả Bồ Tát đắc được thắng giải thanh tịnh cũng đắc được tự tại mà thành tựu. 9. Do 10 phương ba đời tất cả chư Phật sở lưu căn lành, và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thành tựu đại tự tại, đại thế lực. 10. Do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. Chư Phật tử, đó là lược nói về 10 thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra, thì nhiều như hạt bụi của thế giới hải. Các vị đệ tử của Phật, đó là tôi lược nói về 10 thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra thì có nhiều nhân duyên như số hạt bụi thế giới hải để thành tựu thế giới này. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật, quan sát các 10 phương mà nói bài kệ rằng. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, ngài bèn nương đại oai thần lực của Phật, quan sát các nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Diễn nói vô biên các biển cõi, tỷ lô giá na đều nghiêm tịnh, cảnh giới thế tôn không nghĩ bàn, trí huệ thần thông cũng như vậy. Diễn nói vô lượng vô biên, các biển cõi nước chư Phật, Phật tỷ lô giá na đều trang nghiêm thanh tịnh, cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn, trí tuệ và thần thông lực của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát tu hành các biển nguyện, khắp tùy sở thích tâm chúng sinh, tâm hạnh chúng sinh rộng vô biên, cõi nước Bồ Tát khắp 10 phương. Khi Bồ Tát tu hành, thì phát nguyện như biển cả, khắp tùy thuận sở thích tâm chúng sinh, Bồ Tát đều làm cho họ mãn nguyện, tâm niệm và hành vi của chúng sinh rộng lớn vô biên, cho nên cõi nước của Bồ Tát đầy khắp 10 phương, khiến cho chúng sinh an trụ vào trong cõi nước Bồ Tát.
Bồ Tát hướng về nhất thiết trí, siêng tu đủ thứ tự tại lực, vô lượng biển nguyện khắp sinh ra, cõi nước rộng lớn đều thành tựu.